Dở lên chiếc, dở đầu xe lên. Đi sao? Đi tưng 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 đi. Đó, như gì hay gì đó. Chạy bên đây chứ, mà chạy bên đây mới thấy nè. Wow, chạy bên đây nè con. Con lại. Kemi. Hai con gà. Ẩm đâu mà ẩm đâu. Hai chị em hả? Dạ. Giống như là giống con với ai? Chiếc vàng. Chiếc vàng, con màu hồng. Dạ. Ở thương nhau nghe không? Đi, ở thương chiếc nhất. Chiếc thương ai nhất? Chiều mai. Hôm nay là đến rồi. Nay là chủ nhật. Nay là cuối tuần. Ngày mai nữa là chủ nhật đó bà. Ngày mai là thứ hai, mới là chủ nhật. Đi lần cuối gì? Mai sáng mai đi học, chiều mai đi học bơi. Rồi lấy xe đi, lấy xe dở lên cho ba coi coi. Nè. Nhanh lên, rồi dở bánh lên. Dở bánh. Cái gì vậy? Cái gì mà ó nữa rồi. Trời, coi mặt nó kìa. Cái đó bà Tám đi công chuyện mà. Bà Tám đi chợ. Đi chợ mua đồ ăn. Đâu có đi chơi đâu. Chiều mới đi chơi mà. Đi chơi. Chiều bà Tám chở đi chơi nha. Nha. Nó chiều mà mừng cái gì. Con chim. Bà Tám đi chợ. Con chim là con ai nhảy mũi hả? Trời ơi, hư xe luôn á. Cổ gãy luôn rồi nè, cổ xe gãy luôn rồi nè. Ghê quá. Anh nhờ những gì hai đi là 8 giờ, cái đã là 8 giờ rồi.